Hoan hỷ chào mừng quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được cuộc sống giàu sang, đủ đầy, việc gì cũng thuận lợi, thuận buồm xuôi gió, có thể làm nên sự nghiệp hiển hách. Nhiều vận may bất ngờ ập tới, trúng số giàu to, đổi đời như ý. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động tử vi tháng 4 âm lịch, tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962. Tuyệt đối cấm làm ba việc này: kẻo tán gia bại sản, đại hạn liên miên, vỡ nợ mất sạch. Quý vị cô bác Nhâm Dần thân mến, quý cô bác đã chán ngấy cái cảnh nợ nần, túng thiếu vất vả vì tiền chưa? Quý cô bác mà muốn năm 2024 phú quý đầy nhà, gia đình êm ấm thì tuyệt đối đừng bỏ lỡ video này. Nhìn vào tử vi bản mệnh tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1966, quý cô bác chăm chỉ thì không ai bằng, làm lụng vất vả quanh năm. Nhịn ăn nhịn mặc cũng chỉ mong cho con cái được no đủ ăn học đàng hoàng. Cô bác lại là người rất tháo vát nên việc gì cũng đến tay. Trăm mối lo ngàn mối lo cũng dồn hết lên vai cô bác, khốn khó đủ đường. Nhiều đêm khóc thầm vì khổ tâm, vì uất ức, âu cũng vì chữ nghèo. Chẳng nói đâu xa, nhìn vào tử vi năm 2023 của cô bác Nhâm Dần cũng biết, phải nói là khốn khổ vì tiền. Người kinh doanh thì điêu đứng mất mát, người đi làm thuê thì rơi vào cảnh mất việc, nợ nần, tiền không đủ tiêu. Gia đình từ đó mà không yên ấm, vậy vận nghèo khó đã buông tha cô bác hay chưa? Theo tính toán của các bậc thầy chiêm tinh tử vi học đã cảnh báo rằng, bước vào tháng 4 năm 2024 âm lịch tới đây, vận trình tử vi của cô bác đen chưa từng thấy, do bị hắc tinh chiếu mạng, dính họa phá tài, tán gia bại sản, đội nón đi ăn xin nếu phạm phải những việc này. Vậy vận trình tử vi của cô bác Nhâm Dần trong tháng 4 có diễn biến như thế nào? Ba điều tuyệt đối cấm kỵ phạm phải là gì? Cách hóa giải ra sao để giữ trọn vẹn tài của mình bình yên, bước qua đại nạn? Ngay sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết. Mời quý cô bác cùng theo dõi và đừng bỏ lỡ những thông tin quan trọng để khai hoa đổi vận nhé. Quý cô bác Nhâm Dần thân mến, nếu toàn bộ cuộc đời con người được định sẵn, thì thế giới này sẽ nhàm chán lắm thay, không có đấu tranh, không có cố gắng, không còn nỗ lực hay bền chí kiên tâm. May thay số mệnh chỉ là tương đối, tâm người là phong thủy lớn nhất, đức năng thắng số, tâm định mệnh truyền. Suy cho cùng vẫn là cái cốt lõi của nhân sinh. Đối với một người, mọi thành tựu lớn trong đời đều do bản thân tạo nên nhờ trí tuệ và cách sống. Năm tháng đã tôi luyện cho người già trở thành một con người thành thục giàu kỹ năng. Và có lẽ những thử thách đã tôi rèn cho họ sự can trường không sợ hãi hay mê mờ mất phương hướng. Giờ đây cuộc sống đã ổn định, không còn những lo toan về cơm áo gạo tiền nữa. Nhưng vẫn còn đó những gánh nặng lo toan, và sự lo toan lớn nhất là làm sao cho con cái đủ đầy, chúng có thể bình an sống cuộc đời không vất vả bon chen và khổ cực như cha mẹ chúng nữa. Vì vậy dù đã bước qua tuổi 60, nhiều người tuổi Nhâm Dần vẫn phải xông pha với đời để góp nhặt, tìm kiếm sự đủ đầy cho con cháu, hay đơn giản chỉ là để khỏa lấp giữa cô quạnh trong tâm hồn đang ngày một già đi ấy. Những cô bác tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 cầm tinh con hổ, nên họ thường đam mê quyền lực giống như hổ là chúa tể rừng xanh vậy, luôn có tham vọng rất lớn. Đối với họ, một khi đã xác định được mục tiêu của mình thì họ sẽ quyết tâm và không ngừng nỗ lực để chắc chắn rằng họ sẽ là người cực kỳ thành công trong xã hội này. Những người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 thường yêu thích sự tĩnh lặng, họ yêu quý cuộc sống gia đình đầm ấm và yên vui, họ là hình tượng mẫu mực của gia đình, cho dù đi bất cứ đâu hay làm bất kỳ việc gì, trong tâm trí họ luôn hướng về tổ ấm thân thương, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để bảo vệ những người mình yêu thương và làm cho họ được hạnh phúc. Những người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 là kiểu người minh bạch, hiểu rõ những việc gì mình cần làm, tinh thần nghiêm túc. Trong công việc, làm ra làm, chơi ra chơi, đối với họ, sẽ luôn cố gắng hoàn thành công việc tại cơ quan và không mang việc về nhà để làm, vì khi về đến nhà họ chỉ muốn dành toàn bộ thời gian đó cho những người thân yêu của mình.
bất kỳ mệnh tuổi nào cũng không thể thật sự hoàn hảo. Nếu có điểm tốt thì sẽ có điểm yếu song hành, chủ yếu là ít hay nhiều mà thôi. Đối với những người mạng tuổi Nhâm Dần cũng vậy, ngoài những đặc điểm trên, họ còn có điểm yếu chính là sự cố chấp, không bao giờ chịu nghe lời hay sự góp ý kiến của bất kỳ ai. Xét về thực tế, tuy nói tính cách khá bốc đồng, nhưng họ cũng muốn có một người bên cạnh để chỉ ra những điều sai, điều đúng và đưa ra cho họ những lời khuyên chân thành nhất. Theo tử vi, vận mệnh của người mạng tuổi Nhâm Dần được phát triển rực rỡ về mặt sự nghiệp, tài lộc cũng được sung túc hơn. Để có được sự nghiệp vững vàng thì việc cực khổ trong công việc là điều không thể tránh khỏi. Chính vì vậy Nhâm Dần cần phải luôn ghi nhớ phải thật bình tâm, không nên lỗ mãng hành sự để giảm bớt được sự thất thoát không đáng có. Xem tử vi tháng 4 năm 2024 tuổi Nhâm Dần âm lịch thấy rằng vận trình của bản mệnh có tốt có xấu, vì vậy Nhâm Dần cần cổ vũ bản thân vượt qua những khó khăn, đồng thời chủ động nắm bắt các cơ hội, đừng chần chừ do dự quá nhiều, kẻo bỏ lỡ những thời cơ tốt. Trên phương diện sự nghiệp, do phải chịu ảnh hưởng của cục diện tương hại, bản mệnh có thể vướng vào nhiều chuyện thị phi tin đồn tai tiếng, khuyên Nhâm Dần nên tập trung vào công việc của mình, chớ nghĩ đến việc hãm hại người khác, tránh nóng nảy kẻo gây thù chuốc oán với người khác, hãy dùng kết quả công việc thực tế để chứng minh giá trị bản thân mình. Tài lộc cũng không mấy khả quan do bản mệnh phải đối diện với sự cạnh tranh gay gắt từ đối thủ, thêm vào đó, kẻ xấu còn cố tình tiếp cận Nhâm Dần, dùng lời lẽ ngọt ngào dụ dỗ Nhâm Dần. Nếu sơ suất cả tin thì Nhâm Dần sẽ dễ đưa ra những quyết định sai lầm. May mắn mà phương diện tình duyên lại có nhiều điểm sáng rực rỡ, thái âm chiếu mệnh đem lại cho Nhâm Dần nhiều đối tượng lý tưởng, đặc biệt là nữ mệnh. Nếu Nhâm Dần tự tin và chủ động hơn thì không thiếu người theo đuổi. Trong gia đình, quan hệ vợ chồng nhìn chung hài hòa, hai người đều biết nhường nhịn nhau, không so đo tính toán chuyện nhỏ nhặt. Về phương diện sự nghiệp, xem tử vi tháng 4 năm Giáp Thìn 2024, người tuổi Nhâm Dần có nguyệt lệnh Lâm Kỷ Tỵ và các tinh chiếu mệnh. Điều này làm cho vận trình sự nghiệp của bản mệnh có những khó khăn nhất định nhưng vẫn có nhiều khởi sắc. Trong tháng này bản mệnh tuổi Nhâm Dần, đầu óc có phần mơ mộng, thích sáng tạo, sẵn sàng tìm con đường mới để thể hiện bản thân, không ngại bắt tay vào công việc mới. Tuy nhiên, khuyết điểm của mệnh chủ lại là thiếu đi tính kiên trì, cả thèm chóng chán. Khi được lãnh đạo giao cho công việc thì bản mệnh thường cảm thấy rất hào hứng, thậm chí có thể thành người truyền cảm hứng, dẫn dắt bạn bè, đồng nghiệp xung quanh. Nhưng ngay sau đó thì mệnh chủ lại nhanh chóng cảm thấy chán nản, muốn từ bỏ giữa chừng. Bản mệnh nên ý thức rằng đừng để hành động này của mình gây phản cảm và phiền phức cho mọi người xung quanh. Muốn gặt hái được thành tích cao và đặc biệt nếu như muốn thăng tiến thì người tuổi Nhâm Dần cần phải là một người có trách nhiệm hơn. Việc của mình thì mình phải cố gắng hoàn thành đến cùng. Tháng 4 này âm, người tuổi Nhâm Dần còn được các cát tinh, thiên đức, tử vi, giải thần, chiếu mệnh. Điều đó có thể thấy bản mệnh không thiếu các cơ hội để gặt hái thành công. Xung quanh bản mệnh cũng không thiếu bạn bè, đồng nghiệp, lãnh đạo tốt sẵn sàng cho mệnh chủ lời khuyên và giúp đỡ bản mệnh nếu như cần thiết. Vì thế, người tuổi Nhâm Dần hãy luôn quyết tâm trong mọi việc, sự cố gắng của bản mệnh ắt sẽ được ghi nhận. Nếu như thực hiện thành công các nhiệm vụ, mệnh chủ sẽ nắm trong tay cơ hội để thăng quan tiến chức. Việc kinh doanh, buôn bán, dễ phát tài, phát lộc. Những tuổi hợp làm ăn đối với bản mệnh Nhâm Dần trong sự nghiệp là Ngọ, Tuất. Trong công việc hay giao dịch, làm ăn, cộng tác với những người này sẽ đem lại thành công lớn, mọi chuyện sẽ trở nên thuận lợi, suôn sẻ, nhiều may mắn, con đường thăng quan tiến chức được thuận lợi. Về phương diện tài lộc, tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, bước sang tháng 4 âm lịch cho thấy người tuổi Nhâm Dần có tam hội tương trợ, Nhâm Dần cũng kết hợp được thêm với tuổi Hợi, tạo nên nhị hợp, sẽ mang lại nhiều may mắn, thuận lợi và phúc khí trong cuộc sống. Trong tháng 4 này, việc đánh giá vận trình không có những bước tiến đáng kể nào cho người tuổi Nhâm Dần. Có lẽ là không đúng, chỉ trừ những người không có được sự quyết tâm hay là không có sự quyết đoán cần thiết. Đối với những người tuổi Nhâm Dần làm ăn, kinh doanh, buôn bán, bản mệnh có vẻ chần chừ, do dự, hay lo được lo mất, vì thế mà bản mệnh dễ chậm chân hơn so với đối thủ. Trong tháng được sao cát tinh thiên đức trợ mệnh, giúp thúc đẩy vận trình, sẽ giúp cho người tuổi Nhâm Dần sớm lấy lại động lực và hăng hái trong công việc. Từ đó mọi công việc sẽ được bản mệnh xử lý hài hòa, việc kinh doanh buôn bán được thuận lợi, cũng sẽ đem lại cho mệnh chủ không ít tiền về tay. Bản mệnh tuổi Nhâm Dần, chủ động, quyết tâm và sẵn sàng thử thách bản thân. Xác định rằng sẽ có những khó khăn mà bản mệnh gặp phải trên con đường làm giàu, điều này sẽ giúp cho bạn nhận ra tiềm năng của bản thân.
Tuy nhiên, với những người tuổi Nhâm Dần mới bước vào một lĩnh vực mới hoặc là có ý định mở rộng quy mô làm ăn, kinh doanh trong tháng này, thì cần bình tĩnh và cân nhắc nhiều hơn. Mệnh chủ hãy trang bị đầy đủ cho mình vốn kiến thức cũng như nhân lực, vật lực để sẵn sàng ứng biến với những biến cố có thể xảy ra. Đặc biệt, có kiến thức, kỹ năng sẽ giúp cho bản mệnh thoát khỏi cảnh nhẹ dạ cả tin mà rơi vào bẫy của những kẻ lừa đảo. Đối với những người tuổi Nhâm Dần làm công ăn lương, công chức, viên chức, nhân viên, công nhân thì chưa gặt hái được thành quả nào đáng chú ý. Công việc vẫn ổn định, chưa có được sự đột phá, nhưng cũng nhờ vậy mà bản mệnh có được nguồn thu ổn định, cơ hội được thưởng nóng hoặc tăng lương không có nhiều. Bản mệnh tuổi Nhâm Dần cần phải nhắc nhở bản thân mình kiên trì, quyết tâm hơn khi thực hiện các nhiệm vụ. Các cát tinh, tử vi, giải thần khuyên bản mệnh tuổi Nhâm Dần hãy cố gắng quyết tâm, nhiệt tình giúp đỡ người khác, sẽ giúp ích cho bản thân nhiều trong các việc đầu tư, mở rộng thị trường, mở rộng quy mô sản xuất. Về phương diện tình cảm, bước sang tháng 4 năm Giáp Thìn này cho thấy về phương diện tình cảm và các mối quan hệ của tuổi Nhâm Dần lại khá hài hòa. Tháng này, người tuổi Nhâm Dần xây dựng được các mối quan hệ xã giao khá rộng rãi, với tính cách cởi mở, nhiệt tình, bản mệnh đi đâu cũng tạo dựng được thiện cảm với mọi người xung quanh. Về chuyện tình cảm, đối với những người Nhâm Dần còn độc thân, sẽ nhận được khá nhiều lời mời làm quen đến từ người khác giới. Tuy nhiên, mệnh chủ cần nhắc nhở bản thân mình nên chân thành và nghiêm túc trong các mối quan hệ. Chỉ khi bản mệnh chân thành với mọi người thì người khác cũng sẽ chân thành với bạn. Đặc biệt, trong tháng này, người tuổi Nhâm Dần cần tránh để mình vướng vào nhiều mối quan hệ rắc rối, phức tạp. Một khi đã đến với ai thì nên chung thủy với người đó, tránh đứng núi này trông núi nọ, gây tổn thương cho người. Đối với người đã lập gia đình, không ít đào hoa xấu xuất hiện sẽ gây ra sóng gió cho hạnh phúc gia đình. Người tuổi Nhâm Dần cần phải ý thức được rằng phải biết trân trọng gia đình của mình, trân trọng hạnh phúc mà mình đang có, chủ động giữ khoảng cách thích hợp với mọi người xung quanh. Nếu như bản mệnh không nghiêm túc, đúng đắn thì rất dễ tạo cơ hội cho kẻ thứ ba xe chân gây tổn thương cho người thân thiết, đồng thời ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của bản mệnh. Ngũ hành tương khắc cũng khiến cho các cặp vợ chồng đôi khi xảy ra mâu thuẫn, va chạm với nhau. Bản mệnh không nên nghiêm trọng hóa vấn đề, có gì không hài lòng thì nên bình tĩnh, thẳng thắn, chia sẻ để đôi bên cùng giải quyết nhé. Về phương diện sức khỏe, xem tử vi tháng 4 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024. Bước sang tháng mới này, may mắn là sức khỏe của người tuổi Nhâm Dần, về cơ bản, không gặp phải vấn đề gì quá lớn. Tháng này, bản mệnh vẫn duy trì được thể trạng ổn định, nhờ vậy mà bạn có sức lực đối diện với những khó khăn, thách thức xảy ra bất ngờ. Tuy nhiên, con giáp này sẽ khó tránh khỏi tình trạng căng thẳng, mệt mỏi vì công việc không tiến triển như ý muốn. Những lúc như vậy, bạn nên trao đổi với mọi người nhiều hơn để cùng tìm ra cách giải quyết. Bên cạnh đó, người tuổi Nhâm Dần cũng nên gạt bỏ những suy nghĩ bi quan và tiêu cực. Bởi công việc dù khó khăn đến mấy thì cuối cùng cũng có cách giải quyết, chỉ cần bạn có đủ quyết tâm, kiên trì đến cùng. Ngoài ra, người tuổi Nhâm Dần nên biết quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của mình, tránh làm việc quá lao lực, ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi hợp lý. Không nên để tình trạng căng thẳng, mệt mỏi kéo dài, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống nhé. Tháng này, việc đi lại của người tuổi Nhâm Dần cũng nên cẩn thận, điềm báo gặp họa huyết quang. Các dạng tai nạn như té ngã cầu thang, tai nạn xe cộ, vận hành máy móc hay khi sử dụng các vật sắc nhọn đều có thể xảy ra, bản mệnh nên đặc biệt chú ý để tránh trường hợp xấu gây hại cho thân thể. Cụ thể, tử vi chi tiết từng tuần trong tháng 4 âm lịch như sau, quý cô bác hãy theo dõi kỹ nội dung video này và đừng bỏ lỡ thông tin quan trọng nào để có thể lên kế hoạch trong tháng tới nhé. Tử vi tuần đầu tiên của tháng 4 âm lịch 2024. Căn cứ tử vi tuần đầu tiên của tháng 4 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch, người tuổi Nhâm Dần sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn trong sự nghiệp vào tháng 4 năm 2024 này. Không phải lúc nào mọi việc cũng được như ý muốn của Nhâm Dần, vì thế thay vì việc than thân trách phận, Nhâm Dần nên cổ vũ bản thân cố gắng vượt qua. Cục diện tương hại cho thấy Nhâm Dần dễ vướng phải những chuyện thị phi trong thời điểm này. Con giáp này quá nóng tính nên dễ mâu thuẫn, cãi cọ với người khác, đắc tội kẻ tiểu nhân lúc nào không hay. Sẽ có kẻ xấu cố tình tìm cách tung tin đồn không chính xác về Nhâm Dần. Tuy nhiên thay vì nóng giận, đôi co với mọi người xung quanh, thì Nhâm Dần nên dùng kết quả thực tế để chứng minh bản thân, thành tích Nhâm Dần gặt hái được là điều không ai có thể chối cãi. Ngoài ra, Nhâm Dần cũng cần nghiêm túc tập trung vào công việc của mình, không nên nghĩ tới việc hãm hại,
hoặc chiếm công lao của người khác. Nếu nhâm dần có những hành vi không đúng đắn thì sớm muộn gì cũng phải trả giá thích đáng. Theo tử vi tuần đầu của tháng 4 năm 2024 tuổi nhâm dần âm lịch, nguyệt lệnh lâm tử ảnh hưởng cũng khiến nhâm dần thường xuyên có cái nhìn bi quan, tiêu cực về các vấn đề gặp phải. Tuy nhiên, nếu không chịu tự mình cố gắng, tìm động lực cho bản thân, thì việc nào nhâm dần cũng sẽ làm dở dang, bỏ lại giữa chừng, không đạt được mục tiêu đã đề ra. Tình hình tài chính của người tuổi nhâm dần cũng không quá khả quan trong tháng này. Dù làm công việc gì đi nữa, con đường kiếm tiền của bản mệnh cũng gặp nhiều cản trở, cả do nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan. Với người làm công ăn lương, công việc không đạt được hiệu quả như ý muốn, nên các mức lương thưởng gần như là không có. Nhâm dần chỉ có thể dựa vào khoản lương chính của mình nên cần chú ý chi tiêu, không nên tiêu xài hoang phí kẻo chưa hết tháng đã hết tiền. Với người làm ăn kinh doanh, tương hại cho thấy nhâm dần sẽ phải đối diện với sự cạnh tranh khá gay gắt đến từ đối thủ. Đối phương có thể sẽ có nhiều trò chơi xấu nhằm hãm hại, hạ bệ danh tiếng của nhâm dần, vì vậy nhâm dần cần tỉnh táo để nhanh chóng phát hiện ra các nguy cơ. Nguyệt lệnh lâm tử cũng khuyên nhâm dần nên có cách ứng biến linh hoạt hơn trong nhiều tình huống khác nhau, như vậy mới thu hút được nhiều đối tượng khách hàng mới. Nếu việc làm ăn gặp phải khó khăn thì nhâm dần cần bình tĩnh để tìm ra nguyên nhân vấn đề, đừng cứng đầu cứng cổ đi theo mãi một lối mòn, cuối cùng dần tụt hậu so với đối thủ. Căn cứ tử vi tuần đầu của tháng 4 năm 2024 tuổi nhâm dần âm lịch, trái ngược với những khó khăn, thách thức trong sự nghiệp, thì phương diện tình duyên của con giáp này lại phát triển khá rực rỡ. Nhâm dần có thể đón nhận nhiều tin vui, cốt là nhâm dần chịu mở lòng với những người thật lòng quan tâm mình. Với người đã lập gia đình, quan hệ giữa nhâm dần và nửa kia rất hài hòa, ấm áp, người ấy sẽ luôn ở bên cổ vũ, động viên, tiếp thêm sức mạnh khi nhâm dần phải đối diện với khó khăn. Vì vậy, nếu công việc có chuyện gì khó giải quyết, nhâm dần đừng ngại tâm sự với người ấy. Đừng sợ làm phiền đối phương, vợ chồng cùng kề vai sát cánh thì quan hệ sẽ càng gần gũi hơn, đôi bên càng thấu hiểu nhau hơn. Nhìn chung, sức khỏe của người tuổi nhâm dần không gặp phải vấn đề gì quá đáng lo ngại. Tuy nhiên, công việc áp lực không đạt được kết quả như mong muốn có thể khiến nhâm dần cảm thấy căng thẳng áp lực, bi quan. Hãy tìm cách giải thoát bản thân khỏi những suy nghĩ tiêu cực này, nếu không nhâm dần rất dễ bị stress, gây ảnh hưởng đến cả thể chất và tinh thần. Hãy tâm sự với người đáng tin cậy nhiều hơn, tham gia các hoạt động tập thể, thể dục thể thao, hít thở bầu không khí trong lành để được thư giãn. Quý nhân, Ngọ, Tuất, Tiểu nhân, Thân, Tỵ, màu sắc may mắn, xanh lá cây, nâu, con số may mắn, 46, 97, 56. Tử vi tuần thứ 2 của tháng 4 âm lịch 2024. Xem tử vi tuần thứ 2 tháng 4 tuổi nhâm dần âm lịch, ảnh hưởng của tỷ kiên nên có thể bản mệnh sẽ cảm thấy bị mất phương hướng với những kế hoạch của riêng mình. Thế nên càng vội vàng, càng muốn đẩy nhanh tiến độ thì càng không đạt được kết quả như mong muốn. Hãy chấp nhận việc bản thân chậm hơn một chút so với trước đây. Hoàn toàn tập trung vào những gì nhâm dần có thể giải quyết ngay trước mắt, thay vì đâm đầu vào mọi khó khăn mà nhâm dần đang gặp phải. Ngoài ra, để trở nên chuyên nghiệp hơn trong lĩnh vực mình theo đuổi, tuổi nhâm dần cần thay đổi cách tiếp cận vấn đề. Hãy xem quá trình này là nhâm dần đang cố gắng để cải thiện năng lực mỗi ngày, như thế sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi đi làm, trở nên chủ động, hơn tự tin hơn. Thời gian tuần 2 của tháng 4 âm lịch được xem là phù hợp nhất cho việc học hỏi, phát triển bản thân, bổ sung các kỹ năng còn thiếu, còn yếu của tuổi nhâm dần. Nếu có thể, nhâm dần nên tham gia một lớp học về tư duy hoặc về quản lý thời gian, lập kế hoạch. Ngoài ra, hoạt động tương tác, giao lưu trong tuần này sẽ mở ra cơ hội gặp gỡ những người đồng điệu tâm hồn, giúp bản mệnh có thể phát huy các kế hoạch, ý tưởng hấp dẫn, mang ý nghĩa lớn với nhân dần. Xem tử vi tháng tuần 2 tháng 4 của 12 con giáp âm lịch, tình hình tài chính của con giáp tuổi nhâm dần lúc này khá ổn định, khi không có khoản thu nào tăng đáng kể trong tuần này. Việc chi tiêu cũng được nhâm dần kiểm soát chặt sẽ phù hợp với tình trạng của bản thân, thế nhưng nếu so sánh với trước đây thì có thể nói là nhâm dần không thoải mái tiêu dùng được như trước. Tuy nhiên, điều đó không phản ánh là nhâm dần kém hay không đủ năng động với thị trường, đơn giản là nhâm dần phải thích nghi với hoàn cảnh, nên dành thời gian học hỏi nhiều hơn về đầu tư và thị trường tài chính, không nên chỉ ăn theo vận may của đà tăng của thị trường như những năm trước đây. Hơn ai hết, nhâm dần nên thận trọng với các quyết định tài chính, không nên vội vàng đầu tư, kinh doanh hay cố gắng thay đổi nhanh chóng hoàn cảnh hiện tại, nếu không khó khăn không chỉ khiến nhâm dần gục ngã mà còn làm nhâm dần mất rất nhiều tiền. Điều quan trọng cần nhất lúc này đó là quan sát tình trạng biến động, chờ thời điểm thích hợp hơn để có thể gia tăng lợi nhuận của mình trong tương lai. Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho khía cạnh tình cảm của con giáp tuổi nhâm dần thêm phần hanh thông thuận lợi.
Nhờ thế mà nhiều người độc thân có những cuộc gặp gỡ thú vị, người có đôi tìm được tiếng nói chung với một nửa của mình trong cuộc sống. Tử vi tuần thứ 2 tháng 4 tuổi Nhâm Dần âm lịch cho thấy, vận trình sức khỏe của bản mệnh không thực sự như ý. Từ các vấn đề liên quan đến sức khỏe tinh thần sẽ ảnh hưởng tới thể chất của Nhâm Dần ngay lúc này, nhất là những ai thường xuyên rơi vào tình trạng căng thẳng sẽ dễ bị mất ngủ, rụng tóc, ăn không ngon. Nếu tình trạng này xảy ra trong thời gian dài, nó sẽ là nguyên nhân của những bệnh tật khác nữa. Thế nên điều quan trọng nhất trong tháng này, đó là gỡ bỏ các vấn đề liên quan đến tinh thần. Nếu có thể, Nhâm Dần nên tập yoga hoặc thiền, vừa cải thiện sức khỏe, vừa lấy lại sự cân bằng trong cuộc sống. Quý nhân, Thìn, Mùi, tiểu nhân, Tỵ, Tuất, màu sắc may mắn, đỏ, cam, con số may mắn, 54, 38, 69. Tử vi tuần thứ 3, tháng 4 âm lịch 2024. Theo tử vi tuần thứ 3 của tháng 4 của 12 con giáp âm lịch, công danh sự nghiệp của tuổi Nhâm Dần có nhiều điều kiện thuận lợi khi có chính ấn trợ lực. Bản mệnh vốn là người làm việc chăm chỉ, tập trung nên không quá lạ khi Nhâm Dần nằm trong danh sách được khen ngợi. Khi đó sẽ có không ít người vì ghen tị nên có lời đàm tiếu ra vào khiến Nhâm Dần buồn, thế nhưng đừng để tâm. Hãy nhớ lại những ngày nỗ lực không biết mệt mỏi của mình và hiểu rằng thành quả mà Nhâm Dần có được là hoàn toàn xứng đáng. Tuy nhiên, Nhâm Dần nên khó tính hơn một chút để yêu cầu mọi người làm việc có kế hoạch, tránh đi chệch hướng hoặc làm lãng phí thời gian của Nhâm Dần. Thực tế là trong một team luôn có những người trì hoãn, Nhâm Dần nên tìm cách để đốc thúc họ một cách thường xuyên hơn nhé. Hơn nữa, để tránh sai sót trong việc giấy tờ, sổ sách thì con giáp tuổi Nhâm Dần nên nhờ một người đáng tin cậy kiểm tra một lần nữa. Khi Nhâm Dần có quá nhiều việc phải lo sẽ hay có xu hướng để xảy ra một số lỗi nho nhỏ ảnh hưởng tới tốc độ làm việc. Tử vi tuần thứ 3 tháng 4 của 12 con giáp âm lịch, tứ lục nhập cung chính đông, vận khí của bản mệnh lên xuống khá thất thường. Mới đây vừa tốt đẹp thì ngay sau lại đổi chiều suy giảm trong tức khắc. Thế nhưng nhớ rằng khó khăn có thể xuất hiện bất ngờ, cản trở công việc của Nhâm Dần, nhưng hãy tiếp tục tiến bước, rủi ro chỉ là tạm thời, vận may của Nhâm Dần sẽ được cải thiện vào tháng sau. Điều quan trọng là Nhâm Dần phải giữ tinh thần lạc quan trong khi gặp tình huống khó khăn, chỉ khi Nhâm Dần đã ý thức hơn về giá trị của bản thân. Những cơ hội tích cực cũng dần xuất hiện trong thời gian tới, hãy dành nhiều thời gian cho bạn bè, điều này chẳng những khiến Nhâm Dần dễ chịu, mà một phần thưởng bất ngờ có thể đến bù đắp cho những cố gắng. Có những người Nhâm Dần còn được xem là thần tài của tuổi Dần ở thời điểm hiện tại, quan trọng là Nhâm Dần có nhận ra họ là ai hay không mà thôi. Ở phương diện tình cảm, tuần 3 tháng 4 âm lịch này là lúc tuổi Nhâm Dần cảm nhận rõ những chuyển biến tích cực trong đường tình duyên của mình. Có thể Nhâm Dần đã đi đúng hướng nên cảm nhận được niềm vui trong các mối quan hệ. Tử vi tuần 3 tháng 4 tuổi Nhâm Dần âm lịch, thiên nguyệt chủ ưu tư muộn phiền, khiến bạn mệnh gặp khó khăn trong việc cải thiện tinh thần lẫn sức khỏe. Chỉ còn cách giải tỏa những căng thẳng mình đang gặp thì Nhâm Dần mới khỏe mạnh hơn trong các bữa ăn của mình. Bản mệnh nên ưu tiên ăn nhiều rau củ, trái cây tươi và thực phẩm giàu chất đạm như thịt, cá, trứng, đậu, hạt, sữa, sữa chua. Ngoài ra, đừng vì chán nản mà ngồi y một chỗ hay nằm dài trên giường, hãy vận động thường xuyên để phát triển cơ thể, cải thiện sức khỏe và giảm nguy cơ béo phì bằng việc tham gia các hoạt động thể thao phù hợp. Quý nhân, Ngọ, Tuất, tiểu nhân, Thân, Tỵ, màu sắc may mắn, trắng, nâu, con số may mắn, 58, 39, 57. Tử vi tuần thứ tư của tháng 4 âm lịch 2024. Tử vi tuần cuối cùng của tháng 4 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch, sự khéo léo rất quan trọng trong thời gian này. Khi bản mệnh tương tác tốt với đồng nghiệp, tiền bối, khách hàng, sẽ có một tuần cuối tháng làm việc ưng ý, đây là lúc các mối quan hệ ổn định, cho Nhâm Dần nhiều cơ hội tiếp xúc với mọi người xung quanh, tăng cường kết nối và bày tỏ ý kiến cảm xúc của bản thân. Đây cũng là thời gian tốt để tìm kiếm những cơ hội mới cho đời sống tình cảm hay hợp tác công việc, nên lưu tâm đến điều tiết kế hoạch thời gian, đừng để vấn đề trở nên rối rắm do khối lượng công việc vượt quá tầm kiểm soát, học cách tin tưởng vào khả năng của bản thân, sử dụng tư duy lý trí để đo lường các vấn đề thực tế và tìm kiếm hướng đi thuận lợi cho mình. Chính tài mang lại tài lộc vô cùng rực rỡ cho con giáp tuổi Nhâm Dần trong tuần cuối tháng 4 âm, nên việc đầu tư có lợi cho bản mệnh lúc này. Tứ lục bay về phương Tây Bắc cần học cách kiềm chế cảm xúc trong việc mua sắm, vì ở mức thu nhập cao hay thấp không quan trọng bằng việc Nhâm Dần tiết kiệm được bao nhiêu tiền. Có nhiều tiền trong tay không có nghĩa là thoải mái chi tiêu đâu nhé. Nhâm Dần nên thận trọng chi tiêu, tránh mua bán quá mức gây tốn kém. Bên cạnh đó, do ngoại cảnh tác động khiến Nhâm Dần gặp một số vấn đề trong đời sống tình cảm, Nhâm Dần nghĩ ngợi nhiều về chuyện quá khứ, nên rạch ròi quá khứ, hiện tại
cải thiện những hiểu lầm, tránh mâu thuẫn nảy sinh trong chuyện tình cảm. Tử vi tuần cuối của tháng 4 năm 2024 tuổi Nhâm Dần âm lịch cho thấy, ngũ hành tương sinh sức khỏe đã được cải thiện rõ rệt trong thời gian này, có thể vì Nhâm Dần đã có kế hoạch điều chỉnh sức khỏe phù hợp với bản thân. Quý nhân, Ngọ, Tỵ, tiểu nhân, Thìn, Mão, màu sắc may mắn, đen, vàng, con số may mắn, 48, 27, 51. Quý vị thân mến, ngày sinh là yếu tố quan trọng có ảnh hưởng lớn tới cuộc đời của một người. Ngày sinh tốt góp phần tạo nên lá số tử vi cát lợi, hứa hẹn số phận may mắn và tốt lành. Cụ thể những ngày sinh đại cát của người tuổi Dần là ngày nào? Và những ngày sinh khác ẩn chứa bí mật gì về vận thế của con giáp này? Hãy cùng Minh Đường Tử Vi tham khảo những ngày sinh đại cát nhất của con giáp này nhé! Người tuổi Dần sinh mùng 3, đa tài có trí, thông minh hiền đạt, gia đình mỹ mãn, vợ chồng hòa hợp. Người này cuộc đời bình an, không có nhiều sóng gió, bản thân và gia đình đều tốt nên làm gì cũng nhanh chóng dễ dàng. Người tuổi Dần sinh mùng 4, thiên tính thông minh, phúc lộc song toàn, có thể gặp được bạn đời tốt, sống với nhau tới bạc đầu, cuộc đời ít trắc trở, đường nhân duyên vô cùng thịnh vượng. Tuổi Dần sinh ngày 11, đa phần có ngoại hình nổi trội, nam thì anh tuấn, nữ thì xinh đẹp, là người nhẹ nhàng tao nhã, thanh lịch hiền thục, từ trung niên bắt đầu khởi sắc, tài lợi đều dồi dào. Người tuổi Dần sinh ngày 16, có danh, có lợi, số phú quý, làm thành đại nghiệp, đào hoa vượng, cuộc đời phong phú muôn màu muôn vẻ, có nhiều điều thú vị. Người tuổi Dần sinh ngày 23, thông minh lanh lợi, tâm tính tốt, có quyền có ấn, tài lợi không xể, người này nên theo đường công danh, quan chức, tiến thân bằng học vấn và thi cử. Người tuổi Dần sinh ngày 27, có số mệnh cát tường, thường có quý nhân trợ giúp nên sự nghiệp thành công mỹ mãn, nhân duyên hòa hợp, gặp được người bạn đời hợp ý, con cháu đông đúc, gia trạch thuận hòa. Quý vị thân mến, cổ nhân khuyên người tham bốn thứ cả đời phí công, cũng là muốn chúng ta tự dặn bản thân mình phải biết cách cân bằng cuộc sống, thú vui của mình một cách khôn ngoan. Nếu không nỗ lực một đời có thể đổ sông, đổ bể, bằng kinh nghiệm của bản thân và sự suy ngẫm về cuộc đời, cổ nhân đã đúc kết những kinh nghiệm cực kỳ quý giá cho chúng ta. Người xưa nhắc nhở người tham bốn thứ cả đời phí công cũng là để cảnh tỉnh chúng ta nhớ rằng, để sống một đời không uổng phí thì nên hạn chế những điều sau, rượu, sắc, tài, khí. 1. Thứ nhất, rượu không hộ hiền. Rượu không hộ hiền hàm nghĩa rằng một người hay uống rượu thì không có bạn hiền, cuộc sống cũng chẳng thể hiền hòa, ấm êm. Ngược lại họ dễ gặp sóng gió vì thường làm ra những chuyện không thể tưởng tượng được trong lúc say rượu. Đó là chưa kể đến việc họ sẽ nói những điều không nên nói. Rượu vào lời ra gây xích mích với người khác. Đức Phật từng nói, rượu là thứ làm cho người uống hay sanh ra vô lượng tội lỗi. Thực tế là trong cuộc sống của chúng ta đã xảy ra quá nhiều trường hợp đáng tiếc do ma rượu dẫn đường. Nếu không biết giữ chừng mực, sẽ dẫn đến hành vi cá nhân không thể kiểm soát, mang lại những hậu quả đáng tiếc cho bản thân, gia đình và cả những người xung quanh. Uống rượu nhiều còn là nguyên nhân gây ra các bệnh tật như tăng huyết áp, bệnh tim mạch và đột quỵ, cũng như bệnh gan và các vấn đề về tiêu hóa, ung ruột kết, cổ họng, ung thư vú, miệng, thực quản và gan. Không những thế, nó làm tổn hại đến hệ thần kinh, ảnh hưởng đến trí nhớ, gia tăng nguy cơ trầm cảm và lo lắng. Người xưa cũng khuyên rằng rượu chỉ nên uống 3 phần, tức là vừa đủ cho vui, không nên say khướt đến mức không biết gì, uống sao cho vừa đủ 3 phần. Say cũng đòi hỏi cả một nghệ thuật, không phải ai cũng đủ bản lĩnh để có được nó, thế nên nếu có thể hãy tránh xa ma men sẽ là tốt nhất. 2. Thứ hai, sắc không hộ bệnh. Mối nguy của sắc dục luôn được người xưa nhắc nhở để chúng ta biết mà tránh xa, hạn chế việc phạm sai lầm đáng tiếc, thế nhưng có mấy ai quan tâm để ý. Sắc không hộ bệnh ở đây cổ nhân nhắc nhở rằng, việc tham sắc dục thì dễ bị bệnh, hao mòn sinh khí, không hề tốt như cách mà người thường vẫn nghĩ. Thậm chí ngày nay với xu hướng tự do tình dục càng khiến chúng ta hiểu sai lệch về vấn đề này. Cổ nhân có câu, sắc tự đầu thượng nhất bà đao, trong Hán tự, trên đầu chữ sắc là một cây đao, thế nên một người ham đắm vào sắc dục không khác gì việc dùng đao tự đâm mình. Sắc đẹp, sắc dục, tà dâm, ở thời đại nào cũng có là thứ ma mì, có sức hấp dẫn mãnh liệt khiến chúng ta dễ lầm đường lạc lối, từ xưa đến nay. Chỉ một chữ sắc nhưng đã hại không biết bao nhiêu người, từ thường dân cho tới vua chúa. Trong lịch sử Việt Nam, vua Lê Tương Dực vốn được xem là thông minh, lỗi lạc, làm gương cả nước, thế nhưng về sau lại đắm chìm trong nữ sắc, ăn chơi trị lạc, cuối cùng mất ngốn, chết ở tuổi 21. Hậu thế chỉ còn nhớ đến ông với cái tên vua lợn. Ngược lại, giảm thiểu sắc dục là bí quyết dưỡng sinh, dưỡng đức, dưỡng tâm mà cổ nhân truyền lại cho hậu thế, thế nên dù trẻ hay già cũng nên biết khắc chế dục vọng để có cơ thể khỏe mạnh, tâm trí sáng suốt. 3. Thứ ba, tài không hộ thân.
tài không hộ thân mang lại khá nhiều tầng nghĩa khác nhau, thế nhưng một cách hiểu phổ biến đó là tiền tài không bảo đảm cho thân tình được tốt đẹp, thuận hòa. Thông qua câu nói này, người xưa nhắc nhở chúng ta nhớ rằng người thân với nhau hãy tránh xa các vấn đề liên quan tới chuyện tiền nong. Giữa những người thân nếu dây dưa chuyện tiền bạc thì tình cảm dễ sứt mẻ, căng thẳng, khó yên, dù có thân đến mấy thì cũng không nên dễ dàng cho vay. Nhất là người ta có tính cách xấu, bởi cho vay xong rồi, đến khi đi đòi nợ chắc chắn không khác gì cực hình trong bất kỳ mối quan hệ xã hội nào. Chữ tiền càng khiến mọi chuyện trở nên phức tạp và khó xử lý hơn. Trước khi cho ai đó vay mượn phải xem nhân phẩm, tính cách họ thế nào. Bất kể họ có thân thiết đến mấy đi chăng nữa, đừng dại dột mà mang rủi ro rắc rối về cho mình. Thực tế là không chỉ chuyện vay tiền, mà trong cuộc sống ngày nay chúng ta cũng đã chứng kiến không ít vụ án liên quan đến tranh chấp tài sản, tiền bạc giữa anh em, bố mẹ và con cái. 4. Thứ tư, ký không hộ mệnh, có câu giận quá mất khôn, những người không điều hòa được khí tiết của mình, lúc nổi giận dễ làm việc sai quấy, thậm chí hại người. Thế nên vận mệnh của người hay nóng giận thường không tốt, tính khí và phúc khí được so sánh như một chiếc cầu bập bênh, phía này nâng lên thì phía kia hạ xuống. Người xưa nhận định, khí là mầm dễ gây tai họa, sinh khí sẽ ủ thành đại họa, vì hầu hết con người phạm tội là trong lúc nóng giận, mất kiểm soát. Muốn giữ được phúc khí, trước hết phải kiềm chế được tính nóng nảy của mình. Trong cuộc sống, không ít lần xuất hiện những chuyện khiến ta khó chịu, dễ tức tối, khó yên. Nhưng nếu cứ thuận theo cảm xúc đó sẽ không khác gì tự mình uống thuốc độc, mà lại mong người khác chết vậy. Thế nên hãy tìm cách kiểm soát con thú hoang đó mỗi khi nó nổi lên trong lòng mình để tìm cách biến đổi, không còn vướng mắc vào sự việc đó nữa. Hơn nữa, mỗi lần nóng giận, tức tối sẽ dễ sinh bệnh tật, vì lúc đó nội tiết trong cơ thể cũng theo đó mà thay đổi, lưu lượng máu tăng nhanh, hormone tuyến thượng thận cũng tăng nhanh, khí hỏa công tâm, khí đại thương can, gây hại cho gan, sức khỏe cũng không được tốt. Trong Hoàng Đế Nội Kinh cũng nói, tất cả bệnh tật đều sinh ra từ nóng giận, tính tình nóng này còn gây hại cho các mối quan hệ xung quanh, vì chẳng ai muốn chơi với người cứ gặp chuyện là nóng giận, là giận dỗi. Trong khi đó, một người ôn hòa vui vẻ thì người khác cũng sẽ yêu mến, nhiều bạn tốt kết giao. Tính tình của một người hòa nhã thì tấm lòng trở nên rộng rãi hơn. Không để tâm đến nhiều việc nhỏ nhặt thì cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều. Họ hiếm khi tức giận vì món ăn không ngon, nhà hàng phục vụ không tốt, người khác chê mình. Thế nên, dù đối mặt với việc gì cũng không nên nóng vội, mà làm từ từ mới có thể đảm bảo không có sai sót. Một người làm gì cũng thận trọng vững vàng, tự nhiên sẽ chiếm được lòng tin của người khác. Và có nhiều cơ hội hơn, khi gặp chuyện không vừa ý, chúng ta rất khó chịu, nhưng hãy nghĩ tới tác hại của nó mang lại để tìm cách giữ tâm khí bình hòa. Có thể thấy, cổ nhân lưu ý, người tham bốn thứ cả đời phí công là một lời khuyên cực kỳ đáng giá cho hậu thế tự nhắc nhở bản thân để luôn tự răn dạy và sửa đổi chính mình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video của Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Hy vọng rằng những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ trên đây sẽ giúp ích cho tuổi Nhâm Dần. Từ đó quý vị có thể đón lành tránh dữ, gia tăng may mắn trong cuộc sống. Nếu có băn khoăn hay thắc mắc, quý mệnh chủ vui lòng để lại thông tin ngày tháng năm sinh xuống dưới phần bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ luận giải chi tiết trong thời gian sớm nhất nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.